cuộc thi và chuỗi workshop ảnh kể chuyện. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 năm 2019 đến hết tháng 7 năm 2019. Tham gia cuộc thi, các bạn trẻ yêu nhiếp ảnh không những có cơ hội được thể hiện bản lĩnh mà còn được tham gia các workshop đào tạo chuyên nghiệp và được hướng dẫn nâng cao khả năng của mình, đặc biệt là trong việc lên ý tưởng và truyền tải thông điệp bằng ảnh bộ. Cuộc thi trải qua 3 vòng với các workshop nhiếp ảnh đan xen, hứa hẹn là sân chơi bổ ích cho giới yêu nhiếp ảnh gia Việt Nam. Cuộc thi không giới hạn thí sinh vào một khuôn khổ nhất định nào, người tham gia có quyền thể nghiệm những chủ đề mới phản ánh quan điểm cho mọi vấn đề cuộc sống, xã hội xung quanh, vượt chuẩn tầm nhìn, không chỉ đơn thuần là những điều vượt quá mắt nhìn, mà chính là những điều mong muốn truyền tải qua những bức hình kể chuyện. Từ đó mang đến thông điệp tích cực, khám phá vẻ đẹp cuộc sống và con người Việt Nam bằng góc nhìn nhiếp ảnh. Cuộc thi khuyến khích các bạn trẻ vượt ra khỏi giới hạn của chính mình và tìm kiếm những ý tưởng mới mẻ. Với mong muốn đồng hành đưa nhiếp ảnh Việt Nam vươn tầm chuyên nghiệp, cuộc thi quy tụ ban giám khảo và người hướng dẫn workshop là những nhiếp ảnh gia hàng đầu, có uy tín quốc tế. Ngoài ra, thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi sẽ được lựa chọn để tham gia triển lãm quốc tế OPPO Creators A Works Exhibition và được học một khóa workshop quốc tế. Thí sinh xuất sắc nhất còn được OPPO tài trợ để thực hiện một dự án ảnh cá nhân cũng như nhận được những phần quà giá trị là chiếc SMARTPHONEOPPOZNOZOOM10X mới nhất. Vòng 1 của cuộc thi diễn ra từ ngày 6 đến 21/6. Hãy xem chi tiết thể lệ và thông tin chi tiết cuộc thi tại đây. http://bit.ly/quốc thi ánh chuyên. TTRUNG